Xin chào anh chị, hiện tại tôi đang đứng ở đây là đường Tạo Lực anh chị ha, phía Bình Dương anh chị nhé. Thì con đường Tạo Lực này này, cái phía tỉnh Bình Dương người ta sẽ đặt tên là đường Tạo Lực anh chị nhé. Còn khi mà sang đến tỉnh Bình Phước, người ta sẽ đặt tên là đường Đồng Phú Bình Dương anh chị ha. À, tuy nhiên thì mỗi địa phương người ta đặt một cái tên khác nhau, nhưng nó là một con đường, thì cái vị trí tôi đang đứng ở đây là đường Tạo Lực phía huyện Phú Giáo của tỉnh Bình Dương, chính xác là xã chỗ này là xã Tân Hiệp anh chị nhé. Đấy, đây này, đó chị thấy nó đẹp không ạ? Đó, thì cái hướng đi của nó là hướng này là mình đi ra được, sau này ra được đường cao tốc thằng Trơn Thành, Thành phố Hồ Chí Minh này, và điểm cuối của nó kết thúc là quốc lộ 13, rồi xuống đường Mỹ Phước Tân Vạn anh chị ha. Đó, anh chị thấy hôm nay người ta làm đẹp không? Rồi, quay lại đây thì mình đi DH507 này, đi DT741 này. À, rồi đi về thẳng khu nghiệp BKMX Đồng Phú luôn anh chị nhá. Đấy, hôm nay thấy nó đẹp đẹp không? Thì nhớ anh chị hỏi là không biết đường Tạo Lực sau này ở mình nó làm như thế nào, thì cái con đường Tạo Lực ở Bình Dương nó làm thế nào, thì Bình Phước nó làm như vậy anh chị ha. Thì hôm nay tôi làm một cái video thực tế về cái con đường này, thì sau này để anh chị hình dung là con đường Tạo Lực ở Bình Phước, ở Bình Dương nó làm như nào, thì thằng Bình Phước nó làm như vậy, vì nó là một bản thân, nó là một con đường mà anh chị ha. Đó anh chị ha. Đó, anh chị thông qua video này thì mình sẽ cảm nhận được thôi anh chị nhá. Đó, vừa đấy thì tôi có làm một cái video quay trên cái bản đồ quy hoạch của tỉnh Bình Dương á, là tôi chia sẻ về cái hướng đi của đường Tạo Lực, thì khi mà con đường Tạo Lực ở Bình Phước á, nó nhảy sang tỉnh Bình Dương á, thì nó sẽ đi về đâu, nó đi về đâu. Thì cái video trước thì tôi có làm một cái video rất là dài tận 26 phút, nhưng mà bên YouTube người ta không cho mình, không cấp tiếng cho mình. Đó, nghĩa là tôi đăng lên thì chỉ có hình ảnh thôi, chỉ video thôi, nhưng mà người ta lại không có cho mình phát cái tiếng. Tôi hy vọng là cái video sau này tôi quay nó chỉ riêng cái bản đồ của Bình Dương thôi, thì hy vọng người ta sẽ cho mình phát tiếng. Thì thông qua video thực địa này, rồi thông qua cái video trên bản đồ quy hoạch, thì anh chị sẽ hình dung được là con đường Tạo Lực nó sẽ đi về đâu, điểm đến điểm nào mà quẹo. Ví dụ anh chị vừa tôi có làm cái video đấy, thì vừa bước sang đất Bình Phước, bước sang đất Bình Dương, thì anh chị muốn về Vĩnh Cửu, Đồng Nai, muốn về Biên Hòa, thì anh chị đi đường 42 quẹo tay trái, đi tiếp tới DT41, anh chị muốn xuống là quốc lộ 1, thành phố Thủ Đức, Sóng Thần, khu nghiệp Sóng Thần anh chị ha, thì anh chị quẹo tiếp xuống cổng xanh đấy, anh chị quẹo tay trái tiếp, rồi tiếp tục tới đường cao tốc, thì anh chị muốn đi quốc lộ 1A, muốn đi làng Đại học Thủ Đức, đúng không ạ, muốn đi xuống thành phố Thủ Đức, thì anh chị cũng quẹo trái. Rồi điểm cuối của nó là Mỹ Phước Tân Vạn và quốc lộ 13, thì anh chị quẹo trái luôn anh chị ha, về thành phố Thủ Dầu Một, về Củ Chi, về quốc lộ 1A luôn, về đến thằng gì nữa nhỉ, cầu vượt Bình Phước anh chị ha. Bây giờ thì tôi chạy một vòng, tôi quay cho anh chị xem nhé. Đây này, tôi chọn cái vị trí này hôm nay tôi quay thì cái bác chủ đất này, bác ra bác ấy gửi bán đất luôn. Đấy, bác này có miếng đất hai mặt tiền này, đó, miếng đất tam giác hai mặt tiền gửi bán luôn. Tôi làm cái nghề này tôi cũng cảm thấy vui, mọi người rất là quý mình. Đó, mình đi đâu cũng có người quý nên là tôi cảm giác rất là vui luôn anh chị ạ. Đó, đó, đoạn kia người ta làm cầu nhá. Một lần nữa tôi nhắc lại nhá, vị trí đang đứng ở đây, đang quay cho anh chị xem đây, là xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương anh chị ha. Đường này cho màn chị là đường Tạo Lực nhá. À, tôi xin phép tôi quay xe đi. Đó, đó. Rồi bây giờ mình chạy ra hướng về Bình Phước mình này. Đó, thế thì như vừa tôi chia sẻ, thì sau này con đường Tạo Lực ở Bình Dương nó làm thế nào, thì con đường Tạo Lực của Bình Phước nó sẽ làm y chang như vậy anh chị nhá. Anh chị xem video này để sau này mình đối chiếu với con đường ở Bình Phước. Đó, bác này quá trời đất luôn, một dàn con súng non này, rồi thêm một xào bên đó, quá tuyệt vời. Tuy nhiên thì đất ở cái khu vực tôi đang quay cho anh chị đây, thì so với Đồng Phú của chúng ta thì trời ơi, nó đắt lắm, nó đắt hơn gấp nhiều lần anh chị ạ. Riêng cái tiền đền bù bác ấy vừa nói với tôi á, riêng cái tiền đền bù mà để làm con đường này thôi là một mẫu ngày xưa nhá, tiền đền bù một mẫu ngày xưa này nhà nước đã trả 4 tỷ một mẫu cho người dân đây rồi, bác ấy kể cho tôi như vậy, đúng không? Đó, thế thì bây giờ mà con đường nó chạy qua nữa thì biết thế nào, đúng không ạ, biết thế nào nữa. Với tôi đang đi là hướng DT741. Tuy nhiên thì tôi chỉ xin phép tôi quay đến DH507 thôi anh chị ha. Sau đó
kết thúc video này tôi sẽ lên đến cái cầu Suối Giạt ấy, bắc qua tỉnh mình á, qua tỉnh Bình Phước mình á. Ở đấy thì người ta đang khoan cái chân cầu rồi anh chị ha. Đó, tôi quay cho anh chị xem. Tuy nhiên thì đến khu công nghiệp Tam Lập á, tôi sẽ làm một cái video nữa. Cái video đó là đường 42 mà tôi chia sẻ đấy. Cái đường đó là cái đường sau này anh chị mà đi từ Bình Phước đi xuống mà mình muốn quẹo về Vĩnh Cửu, muốn quẹo về đất Quốc, đúng không, Tân Uyên á, thì mình quẹo đường đó, thì tôi chia sẻ luôn cái video thực tế cái đường đó luôn để cho anh chị xem. Anh chị nhớ đăng ký kênh, theo dõi kênh của tôi để luôn luôn cập nhật được những cái video mới anh chị ha. Tôi thường thường hay quay những cái video về những cái đường mới, cái nơi mà có hạ tầng, cơ sở hạ tầng mới để cho anh chị nắm được anh chị ha. Đó, không có gì bằng đường đúng không ạ. Muốn kinh tế xã hội phát triển thì nhà nước mình phải đẩy mạnh về cơ sở hạ tầng. Thì khi các nhà đầu tư người ta đến đây thì người ta thấy là cơ sở hạ tầng tốt, trung chuyển hàng hóa nhanh gọn, xuống cảng xuống biển thì nó nhanh, thì người ta lên người ta đầu tư thôi, không có vấn đề gì đó. Còn nhưng mà đường thì ì ạch, đi cả mấy tiếng đồng hồ, cả ngày hai ngày chưa tới dưới thì người ta cũng ngại đúng không ạ. Đây bên này người ta đổ đá này, đổ đá để lu này. Hiện đây tôi chia sẻ luôn, nhiều anh chị nói sao đường tạo lực của thằng Bình Phước sao chưa làm. Đây tôi chia sẻ luôn nhé, nếu thằng Bình Phước mà làm, nếu thằng Bình Phước làm đẹp như này rồi thì nó xuống Bình Dương nó đi đâu? Tôi hỏi anh chị nó đi đâu ạ? Thằng Bình Dương nó phải làm xong thì thằng Bình Phước mới làm, thì mới có lối để đi chứ, đúng không? Đó, tôi chia sẻ một cách, thật ra là tôi chia sẻ một cách rất là chân tình luôn anh chị ạ. Đó, mình chỉ nghĩ đơn giản thôi, giờ tỉnh mình mà làm đường đẹp như này mà qua bên Suối Giạt, qua bên Phú Giám mà không có đường đi thì mình đi về đâu, đúng không? Lúc đấy lại thành đường cụt thì còn dở hơn, đúng không ạ? Thế thì thằng Bình Dương nó phải làm trước chứ. Ông Bình Dương làm trước, thông xe đi, rồi tới thằng Bình Phước. Thế thằng Bình Phước nó làm xong cái nó đấu nối vào đây, cái thì xuống dưới thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó, anh chị ạ. Đấy, đấy. Tôi chia sẻ đấy cho anh chị có những câu hỏi là tại sao mà nó lâu vậy? Nó phải chờ cái ông này này, ông này này. Đó, ông này làm xong này. Đó, nhìn thấy không? Phải làm xong thì nó mới thông xe được anh chị nhá. Đó, nó đi hướng về đây là hướng về thị trấn Phước Vĩnh Phú Giáo này, về DT41 này, về khu nghiệp Tam Lập này, và đi sang bên kia Suối Giạt là về khu công nghiệp BKM Đồng Phú 6.300 hecta. Cái điểm nhấn của nó không phải là ở đây, mà điểm nhấn của nó là khu công nghiệp BKM Đồng Phú anh chị ha. Nó, nhà nước người ta phải làm con đường này. Đó, chủ đầu tư BKM nó yêu cầu là phải làm con đường này thì mới kết nối vào khu nghiệp của họ, thì họ mới đầu tư được anh chị nhá. Rồi đấy, tôi chia sẻ như vậy, còn mình thì là người dân thôi, mình về mấy cái vấn đề vĩ mô thì mình cũng không nắm được chính xác đâu. Còn đây là nó thể hiện ngay trước mắt mình, thì tôi quay cho anh chị xem này anh chị nhá. Đó rồi, thì một lần nữa tôi nhắc lại số điện thoại của tôi là 0918645130 hoặc 0271373 7968 anh chị ha. Anh chị nào mà quan tâm đến những cái miếng đất mà nằm trên đường tạo lực phía Bình Phước nhá, trên đường tạo lực phía Bình Dương nó đắt lắm, tôi không có bán đâu anh chị ha. Đó thì cứ liên hệ cho mình. Đó, một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video, và đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông để khi mà tôi đăng video lên đấy thì nó báo cho anh chị, để anh chị cập nhật được những cái thông tin mới về các con đường trên huyện Đồng Phú anh chị ha, rồi khu công nghiệp BKM Đồng Phú anh chị nhá. Rồi một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video.